Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái túi đến riêng hiệu của Chanel mọi người ha Và như thường lệ thì mình cũng sẽ có một cái shopping bag mà nó có một cái hoa trà Ở bên trong cũng sẽ có một cái bóc của Chanel quen thuộc mọi người nè Và hôm nay mình sẽ có một cái em mini gọi là handlet mọi người ha Và ở bên trong cái bóc mọi người nó cũng sẽ có những cái giấy gói nè Đó, giấy gói của Chanel Và một cái uh, bill, lúc nào cũng phải có bill mọi người ha Đây, bill Chanel thì mình mua bill của Harrods, bill gốc luôn mọi người nè và cũng sẽ có những cái băng rôn để mà quấn cái, cái cái túi mọi người nhưng mà mình để nguyên luôn mọi người ha mình sẽ làm cái khách sao và cũng sẽ có một cái bag quen thuộc mọi người nè hôm nay mình sẽ có một cái em gọi là handlet mọi người ha handlet là kiểu như là nó sẽ có cái cái quay cầm đó mọi người tiếng anh thì mình không chuẩn mình đập đại vậy thôi mọi người ha chứ không có cần phải màu mè cầu kỳ và đặc biệt mọi người cái da này mọi người nó là da cát đó mọi người hồi trước là da lam đúng không cái này là da cát các bạn thấy không nó sẽ có một cái độ sần nhất định nè và nó rất là bền rất là đẹp luôn nó sẽ khó bị chày hơn là những cái da lam mọi người ha da lam hồi trước mọi người nó rất là dễ mong manh dễ vỡ luôn còn bây giờ sẽ làm rất là chắc chắn kể cả cái quai các bạn coi nè cầm rất là chắc chắn ở mặt trước cũng sẽ có một cái logo quen thuộc có một cái siêu của Chanel ở đây và nó là bên cái nắp mọi người nè em là mini 8 các bạn nhớ nha những cái túi thì nó sẽ là dạng hợp như nè còn mà walk là cái dạng như là nó sẽ dẹp hơn mọi người ha nên mọi người mua mọi người phải lưu ý cái chuyện màu walk và lại cái túi nó khác nhau nha hai bên hông nó cũng sẽ có một cái kiểu như là xếp vô mọi người ha một cái quai cầm mọi người nè rất là chắc chắn và rất là đẹp nha mọi người ở đây nó sẽ có một cái phần móc nè kim loại chứ không phải là cái quai mà nó sẽ làm bị gọi là lỏng lẻo đâu mọi người nó làm rất là chắc chắn nha ở dưới thì mọi người nè cũng là một cái trơn bình thường mọi người ha ở mặt sau sẽ có một cái ngăn giống như là những cái uh, bình thường luôn rất là đẹp em này thì sai tầm khoảng 21 22 giờ mọi người 22 mọi người ha mình thấy để đồ rất là thoải mái và cách mở các bạn chỉ mở ra thôi ha các bạn mở ra cái màu là màu vàng trong banh nha mọi người cái màu này nè nó là vàng trong banh chứ không phải là vàng khè đâu mọi người hồi trước các bạn mua mà nó là vàng khè á là, là không phải nha cái này là màu vàng trong banh mà khi mà chụp hình lên á nó sẽ rất là khó thấy ra cái màu vàng trong banh nó như là màu silver vậy đó thật ra nó là màu vàng đây các bạn xem cái vòng dây này nè là các bạn dễ nhận biết nhất và cái dây này mọi người này nó thật là gây gắn gắn chết mọi người ha nó không có cái kiểu như là tăng đơ được cho nên mọi người phải lưu ý nè đó là cái vòng dây và đây ở bên trong mọi người nè cái nắp mở ra nè cái da nó rất là mềm rất là đã luôn mọi người và ở bên trong mọi người nè, cũng sẽ có nhiều ngăn Và một cái ngăn lớn các bạn để điện thoại và Một cái ngăn nhỏ các bạn để những cái đồ gì đó mà các bạn uh, Giấy tờ gì đó Và một cái ngăn khóa chip, nó có một cái logo của Chanel ở đây mọi người nè Đó Ở bên trong cũng có một cái uh, Chanel và Made in Italia mọi người ha Và đây là cái mã code của nó mọi người nè, đây là cái code chip nha Đây, code chip nè, mình sẽ che lại nha Thì cái này mình sẽ bảo hành cho khách trên nên thành ra là mình sẽ không có quay lên Khi những cái thằng bên Trung Quốc á, họ sẽ thấy những cái mã Chip code này nè, họ sẽ nhái theo mọi người mình à, che lại mọi người ha ở đây cũng có một cái siêu nè quen thuộc của nó mọi người ha nhưng, nhưng mà rất là đẹp cái này da bên trong cực kỳ đẹp luôn mọi người các bạn xài em này là khỏi sợ che các bạn thấy không sách cũng rất là đẹp nè các bạn sách mà các bạn muốn sách kiểu cầm thì cũng được đó mọi người ha cái dây thì các bạn bỏ vào trong cũng được nữa còn không thì các bạn để cho nó lòng thòng luôn nhìn nó rất là đẹp đây mọi người nè không? cực kỳ đẹp nha cái này thì mọi người có thể à, mặc đồ một mít đồ thoải mái luôn không có sợ bị kén đồ và cái em này cái giá của nó là một trăm mấy chục triệu mọi người ha thì mình hiện tại mình đang có sẵn em này mà mình đã bán cho khách rồi và mình có những cái màu khác nữa nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ cho mình đi Tại mỗi lúc thì nó sẽ là mỗi giá nha rồi bây giờ mình sẽ thử lên cho các bạn xem mang như thế nào ha ở đây thì mình sẽ mang thử cho các bạn xem ha đó các bạn chỉ cần uh, mang bên hông nè đó nó sẽ dài dài xuống đến rất là đẹp tại do cái view của mình nó mình chưa có làm cái tiệm lại thành ra là mình sẽ tạm thời uh, quay trong phòng của mình nên nó sẽ hơi bị bừa bộn một xíu mọi người thông cảm ha còn không các bạn có ra sách nè sách cũng rất là xinh còn nếu mà các bạn đeo chéo thì cũng rất là đẹp luôn mọi người tại vì cái do cái em này á nó cũng sai nó cũng vừa mọi người thành ra các bạn mang thoải mái ha không có bị kiểu như là quá to hoặc là cái bị kiểu như là quá nhỏ mọi người đây nè ha rất là đẹp đó thì nếu mà các bạn thích cái túi này các bạn nhớ báo cho mình đi mình sẽ báo giá cho các bạn nếu mà mọi người thích cái video này mọi người thích cái túi này mọi người nhớ cho một like nhớ subscribe kênh youtube của mình bấm cho thông báo cái bên để nhận những video của mình nhớ cho mình một tim bên tiktok ha bye bye mọi người